Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều ngày 29 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 100 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 60 km một giờ, giật cấp 9, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía đông Campuchia. Căn cứ diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão, tình hình cụ thể tại địa phương, quyết định thời điểm và tổ chức thực hiện việc cắm biển theo quy định, tổ chức hướng dẫn di chuyển, gia cố lồng bè, bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy hải sản, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất, chủ động tiêu nước, đề phòng mưa lớn gây ngập úng.